Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, nhắc đến mốc lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều nhớ đến hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập hay hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới phải không nào? Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, chấm dứt 21 năm chiến đấu chống đế quốc Mỹ để đi đến thắng lợi cuối cùng. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Giang Sơn thu về một mối, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước vững bước lên chủ nghĩa xã hội. Trong khoảnh khắc lịch sử đất nước chọn niềm vui thì nhiều nhân vật chủ chốt phía bên thua trận đã tìm đường tháo chạy. Nhiều tướng lĩnh còn lại phải tự sát sau lời tuyên bố đầu hàng của Dương Văn Minh. Vậy vị tướng cuối cùng chạy khỏi Sài Gòn như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Dương Văn Minh, Tổng thống mới của Việt Nam Cộng Hòa, họp với những thành viên nội các mới. Trong đó có Vũ Văn Mẫu, Thủ tướng, Nguyễn Văn Huyền, Phó Tổng thống và Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Dương Văn Minh nói, để tránh cho người dân Sài Gòn những tai họa đã xảy ra như tại Đà Nẵng, thất thủ trước đó một tháng, mà có thể còn tồi tệ hơn, tôi quyết định trao quyền cho Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đến 9 giờ 25 phút, lời tuyên bố ngừng bắn và chờ bàn giao chính quyền được Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, đọc trên đài phát thanh Sài Gòn. Lúc 10 giờ 45, chiếc xe tăng đầu tiên của quân giải phóng hất tung cánh cổng sắt ở Dinh Độc Lập. Vào giờ phút lịch sử này, hầu như toàn bộ nhân vật chủ chốt của chính quyền Sài Gòn chỉ còn lại Dương Văn Minh và 16 thành viên nội các. Trước đó, những tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa từ thời của Nguyễn Văn Thiệu từ chức và tháo chạy cách đó 5 ngày đã tìm đường di tản theo Mỹ. Nhiều trong số tướng lĩnh đã tự sát trước và sau khi quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Theo chân Nguyễn Văn Thiệu tháo chạy, sáng ngày 28 tháng 4, máy bay lên thẳng của hãng hàng không Mỹ đã liên tục đổ xuống trên mái nhà sứ quán Mỹ, nhặt đi những nhân vật đứng đầu trong bộ máy của chính quyền Sài Gòn để đưa ra Tân Sơn Nhất, nhét lên những chiếc máy bay Mỹ đã chật ních rồi chuồn ra ngoài. Một trong số đó có Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Sài Gòn, Đặng Văn Quang, tay chân tâm phúc của CIA, cựu cố vấn an ninh của Nguyễn Văn Thiệu. Sáng hôm đó, lồng lộn ở Bộ Tổng Tham mưu, luôn mồm chửi Mỹ và Nguyễn Văn Thiệu đã bỏ rơi mình. Tối hôm trước, theo chỉ thị của Trung ương Cục Tình báo Mỹ, phân cục trưởng CIA tại Sài Gòn đã thu xếp một chuyến máy bay bí mật chở tay chân của Nguyễn Văn Thiệu sang Philippines. Trong số này có Nguyễn Bá Cẩn, Hoàng Đức Nhã và Nguyễn Khắc Bình. Trưa ngày 29 tháng 4, Nguyễn Cao Kỳ đáp trực thăng riêng xuống sân của Bộ Tổng Tham mưu thì được tin hầu hết nhân vật chủ chốt đã di tản. Mọi hy vọng tiêu tan, Kỳ quyết định ra đi. Kỳ gặp Ngô Quang Trường, cựu tư lệnh quân đoàn 1. Kỳ rủ Trường cùng lên máy bay. Chiếc trực thăng lượn một vòng trên bầu trời Sài Gòn rồi bay ra biển. 8 giờ sáng ngày 29 tháng 4, Trung tướng Trần Văn Đôn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, vẫn tới Bộ Tổng Tham mưu để nắm tin tức chiến sự mới nhất. Đôn được Dương Văn Minh hứa đề bạt ghế Thủ tướng nhưng sau đó bị gạt ra. Đôn gọi cho Dương Văn Minh đề nghị cử ngay một Tổng Tham mưu trưởng mới thay cho Đồng Văn Khuyên đã tháo chạy. Dương Văn Minh cảm ơn và cho biết rằng đã cử tướng Vĩnh Lộc đảm nhận chức vụ này. Gần trưa, Đôn tới dự lễ tuyên thệ nội các Vũ Văn Mẫu. Nội các này, đáng lẽ Đôn phải giữ vị trí thủ tướng mới đúng. Mẫu đang giải thích cho các bộ trưởng về thông báo vừa đọc trên đài phát thanh Sài Gòn, yêu cầu cơ quan tùy viên quốc phòng Mỹ DAO phải rút hết khỏi Việt Nam trong vòng 24 tiếng. Lúc đó, Đôn mới ngã ngửa người. Đôn gọi điện hỏi Martin, đại sứ của Mỹ. Ông này dội thêm cho Đôn một gáo nước lạnh, chấm dứt cơn mê tham vọng của viên tướng. Không chỉ riêng DAO mà toàn thể người Mỹ, chúng tôi đang sửa soạn rút. Nếu ngài muốn đi thì xin mời ngài có mặt tại sứ quán lúc 14 giờ chiều nay. Martin nói, Trần Văn Đôn quyết định ra đi ngay. Cùng đi với Trần Văn Đôn còn có Trung tướng Dư Quốc Đống, cựu tư lệnh quân đoàn 3, quân khu 3, bại tướng Phước Long, nơi mở màn cho sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Đôn và Đống là những tướng lĩnh cuối cùng tháo chạy khỏi Sài Gòn. Nhưng chiếc máy bay cuối cùng rời khỏi Sài Gòn là vào 7 giờ 30 ngày 30 tháng 4, mang theo tốp lính thủy đánh bộ của Mỹ.
đầu hàng và tự sát. Sáng ngày 29 tháng 4, Phạm Văn Phú, cựu tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2, uống liều thuốc độc cực mạnh, được đưa đi cấp cứu và chết tại bệnh viện vào trưa ngày 30 tháng 4. Sáng ngày 30 tháng 4, chuẩn tướng Mạch Văn Trường, tư lệnh sư đoàn bộ binh, được lệnh về sở chỉ huy quân đoàn 4 gặp thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân đoàn 4. Một sĩ quan mở máy nghe lại lệnh buông súng của Tổng thống Dương Văn Minh vừa đọc trên đài Sài Gòn, xung quanh òa khóc. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam tuyên bố, chúng ta tuân lệnh Tổng thống, ngừng bắn tại chỗ, tuy nhiên nếu bị tấn công thì có quyền chống lại. Mạch Văn Trường cự lại, nhưng chúng ta đang thắng, lực lượng quân đoàn nguyên vẹn, chưa sứt mẻ gì, sao lại buông súng? Tướng Nam nói, đồng minh đã tháo chạy, chúng ta không còn bao nhiêu đạn dược, cố gắng cũng không được bao lâu. Mạch Văn Trường vẫn cố xin tiếp tục chiến đấu, tướng Nam gằn giọng. Trách nhiệm với 16.000 quân sĩ và 16.000 gia đình của họ, tôi ra lệnh cho anh buông súng. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó quân đoàn 4, cũng yêu cầu Trường tuân lệnh. Trường hỏi, chuẩn tướng chịu để địch bắt sao? Không bao giờ địch bắt được tôi, tướng Hưng nói. Đến chiều, tướng Nam gọi điện chỉ thị các tướng lĩnh trực thuộc quân đoàn 4. Quân đoàn 4 trực tiếp liên lạc với quân đội của mặt trận giải phóng để chuyển giao trong vòng trật tự, ổn định và duy trì tối đa an ninh cho dân chúng. 5 giờ 30 chiều, Nam mặc quân phục chỉnh tề đi thăm quân y viện. Khoảng 200 thương binh nặng không thể tự di chuyển được nằm lại. Còn tất cả đã tùy nghi di tản, mắt đỏ hoe vì xúc động. Nam thăm và nắm tay từng người. Khoảng 11 giờ đêm, tướng Nam nhận tin báo, chuẩn tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó quân đoàn 4, vừa bắn vào tim mình tự sát tại nhà. 6 giờ sáng ngày 1 tháng 5, có tin báo Nguyễn Khoa Nam, viên tướng gốc Huế, tư lệnh quân đoàn 4, đã tự sát bằng viên đạn bắn xuyên mang tai. Cùng đó, chuẩn tướng Trần Văn Hai, tư lệnh sư đoàn 7, bộ binh, phụ trách Châu Đốc, An Giang, Sa Đéc, Kiên Giang, Kiến Tường, chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, tư lệnh sư đoàn 5, cũng tự sát. Quý vị thân mến, để có được một chiến thắng chấn động địa cầu, không thể không nhắc đến tinh thần đoàn kết của quân và dân ta, đặc biệt là những vị đại tướng có tài năng xuất chúng và tài chỉ huy lỗi lạc. Cùng với đại tướng Võ Nguyên Giáp, sử sách còn ghi nhận một người chỉ huy chịu trách nhiệm cao nhất với tư cách tư lệnh chiến dịch. Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của ông, chỉ sau 5 ngày, chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Nói đến đây, quý vị có đoán được đó là vị đại tướng nào hay không? Nếu chưa, thì đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy cùng Việt Sử Toàn Tư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Sau những thắng lợi tạo tiền đề vững chắc của chiến dịch Tây Nguyên, Trị Thiên Huế và chiến dịch giải phóng Đà Nẵng tháng 3 năm 1975, thời cơ để ta mở tổng tiến công và nổi dậy tại Sài Gòn, Gia Định đã chín muồi. Ngày 31 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị đã họp và nhận định cuộc tổng tiến công chiến lược đã giành được thắng lợi vô cùng to lớn, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hai quân đoàn, giải phóng 16 tỉnh, đưa số nhân dân vùng giải phóng lên tới 8 triệu. Thời cơ chiến lược tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào xào huyệt của địch đã chín muồi. Cần có sự quyết tâm lớn, hoàn thành trận quyết định chiến lược cuối cùng, tốt nhất trong tháng 4 năm 1975. Trong bối cảnh đó, đầu tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chỉ huy Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn Gia Định. Về sau, thể theo nguyện vọng tha thiết của nhân dân và các lực lượng vũ trang trên chiến trường, trong đó có quân và dân thành phố Sài Gòn Gia Định, Bộ Chính trị đã phê chuẩn đề nghị của Bộ Chỉ huy Chiến dịch đổi tên Chiến dịch Giải phóng Sài Gòn Gia Định thành Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cũng tại thời điểm này, Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được nhà nước thăng cấp Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng thời, ông được cử làm đại diện Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh và Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Văn Tiến Dũng là người trong kháng chiến chống Pháp giữ vai trò chỉ huy Đại đoàn 320 hoạt động trên chiến trường Bắc Bộ và trong kháng chiến chống Mỹ, người trực tiếp chỉ đạo các chiến dịch có tính quyết định đối với thắng lợi cuối cùng như chiến dịch Đường 9 Nam Lào năm 1971, chiến dịch Trị Thiên năm 1972 và chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975. Trong cuộc tấn công xào huyệt cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, khu Sài Gòn Gia Định, Đại tướng Văn Tiến Dũng cùng với các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Chiến dịch như Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Trần Văn Trà, Lê Đức Anh,
Đinh Đức Thiện, Lê Ngọc Hiền quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, thần tốc, táo bạo, chắc thắng, đánh chiếm Sài Gòn nhanh gọn, nhưng phải đảm bảo cho thành phố ít bị tàn phá, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của. Trước khi ra quyết định, Đại tướng Văn Tiến Dũng đã trăn trở rất nhiều, đánh vào Sài Gòn như thế nào cho nhanh, chắc thắng, làm sụp đổ cả chế độ ngụy quân, ngụy quyền, đập tan cả hệ thống tổ chức quân đội và chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến cơ sở, phá tan bộ máy chiến tranh, nhưng lại phải đánh như thế nào để thành phố ít bị tàn phá nhất, giải phóng được mấy triệu đồng bào mà hạn chế đổ máu và đảm bảo cuộc sống nhanh trở lại bình thường. Để giải quyết vấn đề này, Đại tướng cùng tập thể Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã phân tích vấn đề một cách thấu đáo, toàn diện, cụ thể, tìm ra phương án tối ưu, bảo đảm thắng lợi. Sau nhiều đêm thức trắng, trao đổi, bàn bạc, Đại tướng Văn Tiến Dũng và Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã đi tới nhất trí về cách đánh, dùng một bộ phận lực lượng thích hợp trên từng hướng, đủ sức hình thành bao vây, chia cắt, chặn giữ quân địch lại, không cho chúng rút chạy về Sài Gòn. Dùng đại bộ phận lực lượng của các đơn vị nhanh chóng thọc sâu, đánh chiếm các địa bàn then chốt ở vùng ven, mở đường cho các binh đoàn đột kích cơ giới hóa mạnh đã được tổ chức chặt chẽ, tiến theo các trục đường lớn, đánh thẳng vào 5 mục tiêu đã được lựa chọn trong nội thành. 5 mục tiêu đó là Bộ Tổng tham mưu Ngụy, Dinh Độc lập, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha Cảnh sát Ngụy quyền và sân bay Tân Sơn Nhất. Dưới sự chỉ đạo của ông, chỉ sau 5 ngày, từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc thắng lợi, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Điện của Bộ Chính trị từ Hà Nội gửi vào cho Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã nhận được tin ta cắm cờ trên Dinh Độc lập, gửi các anh lời chúc mừng đại thắng, Bộ Chính trị rất vui. Theo phân tích của các tướng lĩnh, việc điều khiển 5 cánh quân từ 5 hướng cùng tiến vào bao vây cơ quan đầu não của địch ở Sài Gòn Gia Định là đợt tiến công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn. Những binh đoàn từ Bắc Trị Thiên, Tây Nguyên, khu 5 xuất phát vào những thời điểm khác nhau, đi trên nhiều trục đường, xử lý tình huống tấn công mở đường khác nhau. Nhưng Đại tướng Văn Tiến Dũng đã tính toán, chỉ đạo thống nhất để tất cả hành quân kịp tiến về Sài Gòn và phối hợp ăn ý. Kết thúc thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, mọi người mới hiểu hết được trí tuệ của tập thể Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Trong đó có vai trò nổi bật của người chỉ huy Văn Tiến Dũng, một người rất quyết đoán và chịu trách nhiệm cao nhất. Đại tướng Văn Tiến Dũng đã kể lại cảnh các đồng chí trong Sở Chỉ huy Chiến dịch vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mọi người ngồi quanh chiếc máy thu thanh, và khi nghe giọng nói của Tổng thống Ngụy quyền Dương Văn Minh nói lời tuyên bố đầu hàng không điều kiện, tất cả chúng tôi đều nhảy lên, reo lên, ôm hôn nhau, công kênh nhau, tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng nói ríu rít, vui náo nhiệt. Các anh Lê Đức Thọ, Phạm Hùng ôm chầm lấy tôi, tất cả đều nghẹn ngào, xúc động. Anh Đinh Đức Thiện mắt đỏ hoe, nói bây giờ nếu có nhắm mắt cũng yên lòng. Sau đó, vào một ngày giáp Tết Bính Thìn năm 1976, Đại tướng Văn Tiến Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta lên đường sang Paris dự đại hội lần thứ 22 Đảng Cộng sản Pháp. Trong một hội trường lớn ở thủ đô Paris, gần 2.000 đại biểu dự đại hội 22 Đảng Cộng sản Pháp đã đứng dậy vỗ tay hoan hô rất lâu khi Đại tướng Văn Tiến Dũng trong bộ quân phục bước vào trước ánh đèn rực sáng của máy ảnh, máy quay phim. Đến giờ giải lao, nhiều người tới quây lấy đại tướng bắt tay chúc mừng thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh, xin chữ ký, chụp ảnh chung và xin phỏng vấn vì sao Việt Nam thắng, Mỹ thua. Lúc này, Đại tướng Văn Tiến Dũng xúc động nghĩ tới công lao vĩ đại của Bác Hồ, sự chỉ đạo sáng suốt, tài thao lược, tính kiên quyết, tư tưởng cách mạng tiến công của tập thể Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, những hy sinh cao quý, những cố gắng phi thường của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa, cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ thắng lợi đã lưu danh hai vị đại tướng chỉ huy, đó là Võ Nguyên Giáp và Văn Tiến Nghĩa. Có thể nói, hai chiến dịch này đều mang tính quyết định cuối cùng với thắng lợi về tay nhân dân. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.